Kính chào quý anh chị đã trở lại với kênh của Hòa Philip. Thì hôm nay là video này Hòa sẽ báo giá tổng hợp đèn Broled mà bên Hòa đang cung cấp. Giá đèn của 50W Broled Full Philip, đèn Philip Full Philip bảo hành 3 năm quý anh chị, bên Hòa đang cung cấp với giá là 950.000. Đèn 100W. 100W thì bên Hòa đang cung cấp với giá là 1.350.000. Đèn 200W thì bên Hòa đang cung cấp với giá là 2.250.000 nha quý anh chị. Đèn full Philips. Nếu như mình mà muốn thêm cái hộp che ở bên ngoài này thì cái hộp che này là giá là 50.000 nha anh chị. Đèn 300W, Hòa chưa có cái mẫu 300 ở đây, Hòa chỉ có 400 thôi. 300 là quý anh chị có thể hình dung là nó là 6 bóng. 300W bên Hòa đang cấm với giá là 3 triệu đồng. Đèn 400W full Philips như vậy là bên Hòa đang cung cấp với giá là 3.650.000 nha anh chị. Đèn khối nhôm tản nhiệt, hàng cao cấp, chiếu xa, chuyên dành cho các sân thể thao, chiếu sáng ngoài trời, những cái pano trụ, những cái công trình xây dựng mà cần ánh sáng rọi xa cao, trụ tháp đồ này nọ anh chị, thì mình nên là dùng cái loại đèn này. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Hòa, nhớ cho Hòa một like, một share nếu mà thấy video hữu ích, để Hòa có thể là quảng cáo được đến cho nhiều người. Chúc anh chị sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn anh chị đã xem hết video.